Hello, xin chào các bạn. Hiện tại là mình đang có mặt ở trên sân thượng của mình. Bây giờ đang là khoảng 1:30 này. Ôi, mình nóng quá. Nhưng mà vừa rồi mình có bố cái hình ảnh sen của mình lên á. Có một số bạn hỏi là cách chăm sen như thế nào. Hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề để chia sẻ với các bạn là việc chăm sóc cũng như là trồng một cây hoa sen thành công. Như các bạn đang nhìn thấy thì cái cây sen này của mình trồng nó có tên là Senta. Sen này thì các bạn có thể nhìn thấy ở nhiều các vùng như là Đồng Tháp, Long An hay là Hà Tây, Hà Nội. Đặc biệt nó có rất nhiều ở Việt Nam. Đặc trưng của cái loại hoa sen này, bản lá rất là to và bông hoa rất là đẹp, cánh hoa lớn màu sen hồng nhạt nhạt rất là thích như vậy. Đặc biệt có nhụy và mình hay thu hoạch để nấu chè hay sử dụng khác. Đặc biệt cây này lại có giá trị kinh tế rất là lớn. Có thể các bạn có thể nhìn thấy là dùng với tất cả các mọi thứ. Lá thì mình có thể dùng gói cốm, gói xôi, thân củ thì có thể ăn làm ngó sen, gỏi hay là nấu chè. Hoa thì có thể bán lấy nhụy, lấy hạt sen. Đấy, bông này vừa mới nở xong này, đẹp cho các bạn. Thì cái việc chăm sóc của cây này nó rất là đơn giản ha, không có gì khó cả. Nhưng mà mình cũng cần lưu ý một số cái điều kiện thời tiết cũng như là cách chăm sóc ha. Cây sen mà có hoa đẹp như này và lớn như vậy thì mất trung bình khoảng cỡ từ 2 cho tới 3 tháng, thậm chí là lâu hơn nếu như vào không phải đúng vụ. Thì đặc trưng của cây này ấy, thứ nhất là trồng phải có nắng, thật nắng nha, thì nó mới ra được hoa và bông như này. Và hai nữa là cái nước mà trồng nó bao giờ cũng phải đầy và sát vào miệng như vậy này. Đấy. Mình trồng trong cái lu này thì nó giữ nước tốt hơn. Về cái công thức mà trồng ấy thì sen này được trồng bằng bùn ướt. Thì bùn mình lót một cái lớp mỏng ở phía đáy chậu, sau đó được trộn chung với các loại chất dinh dưỡng như xương cá xay này, tảo biển này, chùm quế, và sau đó bón cho cây hàng ngày, châm nước đều. Thế nên cái hoa của nó rất là to và lá của nó xanh tốt như thế này. Đấy, đây là cái cây mà mình trồng bắt đầu từ hồi dịch, mua ở vườn là củ nhá, về bắt đầu nó đâm chồi rồi ra lá và như thế này này. Đấy, hy vọng là cái bài chia sẻ của mình thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thêm được cái kinh nghiệm cũng như là cách thức mà chăm sóc một cây sen ta làm sao cho nó đẹp và ra được hoa tốt nhất. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.